Thông báo nhanh số 333 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 20 tháng 3 đến 18 giờ ngày 21 tháng 3, ghi nhận 692 ca mắc mới. Trong đó, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 43 ca đang cách ly tại nhà. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 72 ca, trong đó 67 ca đang cách ly tại nhà, 5 ca ngoài cộng đồng. Trong đó 1 ca phường Phước Hưng, 1 ca phường Long Tâm, 1 ca xã Tân Hưng, 1 ca xã Long Phước, 1 ca xã Hòa Long. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 123 ca, trong đó 115 ca đang cách ly tại nhà, 8 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại xã Tân Hải, 2 ca phường Phước Hòa, 2 ca phường Mỹ Xuân, 1 ca xã Sông Toài, 2 ca xã Châu Pha. Huyện Châu Đức ghi nhận 140 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 201 ca, trong đó 198 ca đang cách ly tại nhà, 3 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca xã Phước Hội, 1 ca xã Đông Hỷ, 1 ca thị trấn Đất Đỏ. Huyện Đông Điền ghi nhận 19 ca, trong đó 17 ca đang cách ly tại nhà, 2 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca thị trấn Long Hải, 1 ca xã An Nhất. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 82 ca, trong đó 6 ca đang cách ly tại nhà, 76 ca ngoài cộng đồng, trong đó 10 ca ở thị trấn Phước Bửu, 2 ca xã Phước Thuận, 10 ca xã Phước Tân, 1 ca xã Bông Trang, 2 ca xã Tân Lâm, 13 ca xã Bảo Lâm, 14 ca xã Hòa Bình, 7 ca xã Hòa Hội, 2 ca xã Bưng Riềng, 10 ca xã Bình Châu, 3 ca xã Xuyên Mộc, 1 ca xã Hòa Hưng, 1 ca xã Hòa Hiệp. Huyện Công Đảo ghi nhận 12 ca, trong đó 4 ca đang cách ly tại nhà, 8 ca ngoài cộng đồng, trong đó 4 ca ở khu 2, 2 ca khu 3, 2 ca khu 5. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 18 ca, tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 90%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 0, giảm hoàn thành cách ly 0. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đang triển khai, thực hiện nghiêm biện pháp 5K, trong đó việc đeo khẩu trang là giải pháp rất quan trọng để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm trong việc tự nguyện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 khi có các biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2 cần thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly và điều trị theo quy định, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine mũi 3 phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đảm nhiệm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.